Clip này thì sẽ hướng dẫn và chia sẻ cho mọi người top 3 câu lót điệu bolero, 3 thể loại dân ca và phong cách nhạc trữ tình. Sẽ đi thăm từng đường, sẽ vô thăm từng nhà. Là câu thứ nhất, bây giờ Thiện sẽ hướng dẫn cho mọi người luôn nha. Câu này rất là đơn giản, mọi người sẽ để ý cái tiết tấu nè. Nó rớt ngay chỗ nhà. Sẽ vô thăm từng nhà. Rồi chúng ta thả chúng nha. Nhà nhà là chúng ta đánh liền nha. Chúng ta có thể áp dụng vào tất cả những cái bài hát khác. Khi mà hợp âm nó về cuối la thứ đó, là chúng ta có thể lót vào tất cả các bài bolero hoặc rumba luôn nha. Thiện đánh chậm nè. Sẽ vô thăm từng nhà. Mì mi re đô re, re mi si la son la. Cái phần hợp âm thì có để bên trên nha mọi người. Đây mọi người thấy nè. Nè. Sẽ vô thăm từng nhà. Mì mi re đô re, re mi si là bỏ mi thứ, la son la. Chúng ta có thể áp dụng cho cái câu để lên điệp khúc, hoặc là chúng ta dạo sang một câu, chúng ta có thể lót lại câu này, hoặc là chúng ta có thể lót vô cuối bài nha. Như vậy là Thiện đã hướng dẫn xong cho mọi người cái câu này rất là hay luôn. Bây giờ chúng ta sẽ qua câu số 2. Đẹp tựa như lá me rơi, khung trời xanh ước mơ. Đó, xa nhau. Rồi, bây giờ Thiện sẽ hướng dẫn cho mọi người câu số 2 nha. Câu lót này có thể áp dụng vào tất cả những bài hát bolero rumba mang phong cách trữ tình và phong cách dân ca nha. Rồi. Chỉ sẽ anh ước mơ. Rồi chúng ta sẽ đánh nè. Ước mơ là mi re đô re mi la son la. Rồi chúng ta sẽ bảo hợp âm nè. Khung trời xanh ước mơ là mi re đô re mi la son la. Rồi chúng ta sẽ bỏ nè. La mơ là mi re đô re, là bỏ re thứ. Rồi sau đó qua mi thứ. Mi la son la. Rồi chúng ta có thể áp dụng vào cuối câu, hoặc là cuối cái đoạn dạo của chúng ta, hoặc là cuối cái đoạn 2 để lên điệp khúc đều được nha mọi người. Như vậy là Thiện đã hướng dẫn xong cho mọi người số 2. Chúng ta sẽ qua câu số 3 nha. Và nghe hơi gió biết rằng mình vừa mơ. Như đó, bây giờ câu này thì chúng ta có thể áp dụng cho những cái bài hát trữ tình kiểu như Sầu Tím Thuyền Hồng, Đường Tím Bằng Lăng, và chúng ta có thể áp dụng vào những cái bài nhạc dân ca trữ tình cũng được. Còn Thiện sẽ làm một clip bolero về Latin sau. Bây giờ chúng ta sẽ đánh nha. Chúng ta câu đánh nè. Và nghe gió biết rằng mình vừa mơ. Chúng ta sẽ lót nè. Vừa mơ si si re si la son re mi la. Và nghe gió biết rằng mình vừa mơ. Đó, hợp âm này mọi người. Son trưởng qua mi thứ. Đó, rất là hay nha. Như vậy là Thiện đã hướng dẫn cho mọi người top 3 câu lót bolero theo phong cách rumba bolero trữ tình. Mọi người có yêu cầu Thiện hướng dẫn những câu lót gì thì mọi người có thể comment bên dưới để Thiện hướng dẫn cho mọi người chi tiết hơn nha. Chúc mọi người vui vẻ. Mọi người có nhu cầu đăng ký giáo trình học đàn của Thiện thì có thể liên hệ qua số điện thoại bên dưới. Và có nhu cầu cài đặt sampler thì có thể liên hệ Thiện nha. Thiện Ngọc Anh xin mến chào mọi người. Và có rất là nhiều điệu nha mọi người. Và mọi người mà có nhu cầu cài đặt thì có thể liên hệ Thiện qua số điện thoại 097 và 67 5251 để cài đặt bộ Summer, để cái này chúng ta nó hay hơn. Thiện có cài ở tận nhà và gửi USB về tận nhà và cài toàn quốc luôn nha mọi người. Cảm ơn mọi người, chúc mọi người vui vẻ nha.